Và bây giờ là William. Và đó sẽ là tấm thẻ đỏ dành cho William. Hai tấm thẻ vàng và thành một tấm thẻ đỏ. Nhưng cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy thời gian là quá ít để cho U23 Indonesia. Utahson vẫn còn kém kinh nghiệm thì đã có những phản ứng và lập tức trọng tài đã rút thẻ vàng thứ hai đối với anh. Trọng tài người UAE, ông Anmula. Thêm một tấm thẻ đỏ nữa dành cho Irianto, hậu vệ phải bên phía đội tuyển Indonesia. Đã có những va chạm ở những phút bù giờ của hiệp phụ thứ hai. Hai tấm thẻ vàng thành một tấm thẻ đỏ cho Irianto. Ba tấm thẻ đỏ, hai dành cho Indo và một dành cho Thái Lan. Thêm một tấm thẻ đỏ nữa dành cho trung vệ Jonathan Kennedy. Trận đấu đang căng thẳng ở những phút cuối của hiệp phụ thứ hai. Đây là William, anh có vẫn có những phân trần đối. Va chạm ở phút bù giờ của hiệp 2. Và ông phải ra hỏi các trợ lý trọng tài.